113 công an phường không xử thì 113 xử giùm em. Cái anh này anh tới anh vậy quá em tới công chuyện với bà luôn à. Ừ, đây đâu rồi anh Long Lan? Kiếm chị hả? Kiếm chị có chuyện gì không? Sao im gì vậy? Đi mọi người, chào mọi người đi chị Nhiên. Dạ Nhiên xin chào cả nhà yêu thương à, tay đang bị thương. À, anh Tommy ơi em nè, Nhiên mặn cầu nè anh ơi. Rồi Nhiên mặn cầu anh Tommy ơi. Anh nói là kênh Facebook Nhiên đúng giúp đại gia mà trên like Nhiên giúp gì? Sao trên Facebook Nhiên giúp đại gia mà trên like không có sự thật. Thôi tao cạnh này tao bỏ rồi đó. Tao bỏ rồi. Cái cạnh này trời ơi. Ở nữa. Tức bị không cái gì không mà anh ơi. Cái gì bị cái này à, cứu cực phải. 113 công an phường không xử thì 113 xử giùm em. Cái anh này anh tới anh vậy quá em. Tới công chuyện với bà luôn à. Mình đất là của em. Làm gì có bông lan được. Trời ơi bông lan có cửa đâu. Trời ơi lan có cửa đâu. Rồi công an xuống đi, trời ơi, vậy chưa tới ngày thì hôm nay có cần bơm hàng không anh Vũ Nguyễn tổ. Luôn á, mùng 1 thế vậy. Kìa anh có mì, dạ em chào chị đại gia, kiều nữ nha, đi shopping mua hàng hiệu đó, được đó. Dạ, cái đó không có đâu anh ơi, mấy đứa cháu mua vé đi Thái Lan đó mà. Chào Đặc Hùng, chúc sức khỏe anh, rồi đó, anh có mì fan chào Đặc Hùng nha, chào tất cả mọi người đang xem like nha. Gà ơi, ai kiếm anh kìa, anh Hoàng Thanh kiếm anh kìa anh gà. Chết mạng nên gà ăn cháo rồi. Chạy cho bằng luôn đi. Ôi nồi mày nói kiến này khỏi bán bánh. Này bán thật đúng không? Này bán thật. Bánh bông lan bán bột ngọt nha mọi người ơi. Với đường nữa nha. Kiến này bánh bông lan không có bán bánh nữa đâu. Đường của Phượng nha mọi người. Ý ba anh gì bột ngọt của Phượng nha chị mọi người. Mà đó chồng tôi đó. Em về đi cho coi con đi. Về hả, vừa bước vô nhà. Ok, anh cho mi fan. Cho mi fan nha, ngủ ngon nha. Trời ơi, ngon. Trời ơi, chú thích vừa ra, cái nãy giờ đừng em ơi. Trời ơi. Tới Nguyễn đi là có chuyện rồi. Ê, quậy luôn quá xíu luôn nè. Làm mà trâu dựa đám đông huyết. Đúng rồi đây, những người chồng của năm nha. Trời ơi, công an đi em, bánh bông lan ba anh cho mì nha. Bánh bông lan ngắt ngồi thương chị. Đó là cái này sao? Nói gì với mày này? Mày uống nãy uống nãy uống nãy uống cho đá đó, giờ lấy lon nữa là làm lon làm tiền đó. Tiên hoa mà hoa hồng mà hoa hoa sáp á, bà đi bà đi gửi được á, bà đi khoảng 99 cây hơn nha. Ông thích bông hả? Thích bông mà. À, bông. Ok em bán bông em, anh giờ anh muốn trăm cũng được. Trăm bông mà thích trái không? Có thích trái không? Không, đâu thích gái thích trái. Mà nên phải bông, có thích bông mà có lấy trái không? Bông mà sao có trái bông hồng mà đúng không? Em có bán bông hồng sáp á đúng không? Nói chung trong bông là có em. Trong bông là em có em, trong tim là có anh. Ồ. Nãy giờ tôi bán cho bà quá trời. Rồi có không? Có là má đơn nè. Đâu? Má. Thấy gì không? Trăm đô nè. 6 triệu. 6 triệu. Nè. Thấy chưa? Không người ta. Khán giả kiếm bà quá à, trời luôn ờ bà để bà không bắt máy đang thấy cái tay đi bị trời ngủ ngủ không mà chị Nhiên chào này chữ dạng giống như là bị bệnh ngôi sao á mọi người khinh thường khán bà giả đừng, đúng bà không đừng thấy bà lên thành ngôi sao cái bà khinh thường không khán giả không có đâu ngày nào cũng muốn ra like hết á đâu có chặn gì đâu Nhiên không có chặn đâu thôi kẹo chơi chị thôi trời ơi nó có cái khí rồi 12 giờ mấy bà đi bà lo bà đi đêm quá mà ông qua đi ra ăn lễ ơi bị hiếu cái tống bà anh đi anh Tuấn Nguyễn che tiền tại anh ơi trời đâu có quyền đó đâu nên tôi lệ đi ra ngoài kia luôn trời ơi cười như chó luôn á bán nhà tối qua thấy đi khách sạn với Vy Vy ghê vậy bị hiếu nó chạy vô khách sạn nè họ đi khách sạn với Vy luôn hả ghê vậy tống bà nó chạy vô khách sạn trời ơi là trời tới về tới la tới 12 giờ chị bán bông lan ơi chị được sống nữa dậu cho chị bán bông lan đi Vũng Tàu đi tìm khách sạn ăn uống chị lo cho trời ơi thơm nha đã về nhờ thuốc ăn nước đục thả câu đi rồi xong rồi cái à xong rồi nó quýnh giữa đường cái bệnh luôn chuyến này bây giờ là phải ra tay cứu bánh bông lan mới thương xuất đẹp cũng bệnh đúng không anh
cắt tóc đẹp đó hả? Anh là ở nghiệp à. Mà anh lại có ai có lại chồng sắp về rồi, vợ sắp về rồi, vợ sắp về rồi đó. Ôi kéo hoài à. Cái áo vàng ở nhà nó khóc dây không á. Vợ sắp về rồi đó, nói mày bà qua. Nó dây vậy trên nó đứt. Bây giờ sinh nhật của tôi á, ông tặng áo ngực đi. Ờ. Chùm ha, thì chùm ha. Tôi đang mặc chùm. Chùm không? Chứ ông mất dây đứt hết. Sai máy tôi mua vừa sai có tôi là vừa sai bà đúng không? Mặc xem vô nó 4 hả? Nó tự nhiên vô nó 54. Chứ vô họ nói sao? Ông nói vô mua bán ra cho bạn tôi sai áo ngực 34. Hôm nay sinh nhật bánh Lan vui vẻ lên nè em. Đó. Hôm nay sinh nhật đúng rồi, sinh nhật. Rồi tao quẩy rồi quá trời ơi, anh nhập đi, ảnh cứ hú nè, băng băng có băng ca đồ ai đủ hết anh tài trợ cho em cái băng ca đúng không anh? Trời ơi quá trời luôn anh tao quẩy. Để có người tài trợ 6 miếng dán luôn nè. Trời ơi quá vậy. Đó càng cay miễn phí luôn. Đi ăn mì cay thôi, chị Nhiên dắt đi ăn. Ờ đi không? Mình đi ăn mì cay đi, đi quay clip rồi vui vui. Cô anh nay tuần trai. Mai đi, 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 ăn quay clip rồi vui vui. Mai đi, mai đi, mai đi ăn mặn hết rồi. Mai đi. Bữa nay là dài rồi. Chiều nay cũng phải đi phát nóng quà nữa kìa. Nóng nhiều. Nè, cái nó cái nấm của chị nhìn nhỏ xíu à. Trời nhỏ xíu thì đẹp. Cái đó gọi là lép. Là xe 34 là xe nhỏ nhất rồi phải không? Xe 34 là trung bình á, còn em là trung bình. Anh nhậu sai anh sai mấy? Đó, cái đó là không sai. Là sai cũng 40 á. Trời ơi, ông con trai thằng ông ốm gì cũng 40. Sai của ông là sai ít ít. Ít là nhỏ nhất luôn. Chỉ là dạng bị lép. Thôi bớt giỡn đi. Chỉ là dạng bị lép. Dạng bị lép mà bay lép gì. Dạ còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Ôi trời ơi quá chị Nhiên ơi. Còn gì nữa đâu mà sầu với nhớ. Anh về đi. Chị Nhiên gà quậy quá là lấy mặt chị Nhiên ra. Đó lấy mặt chị Nhiên nha, dán chuẩn nha. Từ A đến Z luôn tim về. Anh nói thiệt mà dạo trời ơi. Thôi là cảm ơn anh Tân Nguyễn nha. Em ghi nhận cái động tốt của anh nha. Từ A đến Z hồi đó ấy, hồi đó băng ca nè, băng băng xúc đỏ em á, đi về rồi kêu về thăm con đi, chỗ vô đóng cửa hả má ơi, nó đập một cú đó hả, tôi nói nó xé bây giờ kêu thảnh vậy luôn á, tới giờ tôi bị tưởng tượng như vậy tôi ám ảnh tới giờ luôn á, đàn ông mà nói là thương mà lo ở nhà đi anh múc cơm cho em ăn có đâu má, tôi sợ lắm luôn rồi mấy cái gì vậy, bữa đó đóng cửa lại xong rồi quất cái à. Nhớ đời luôn hả? Không, cái sướng tay tái luôn không? Sướng tay tái cái kia là sướng hả? Uống nước kia, tay tái luôn mà. Trời đó, ơi gì? Tôi ám ảnh luôn rồi xong rồi cái nó không 2 năm nó không cho gặp con. Xong rồi sau này lại cái tự con đi kiếm mẹ mà. Con bà lấy dĩ với ổng bao nhiêu năm rồi? 12 năm rồi đó. 12 năm rồi hả? Ừ, em đi dĩ 12 năm mà em đâu có. Chưa dứt dài gì đâu. Lại quen thì quen cái ông bên mua thuốc đó. À, cái ông mà liệt bà mua thuốc đúng không? Ông bị trời ơi dịch mà ra phải mua thuốc được cũng hay, nó mua thuốc sung nữa. Nó già cũng sung quá. Ờ má thì sung lắm. Ý là dịch tranh thủ đẻ hay sao? Trời ơi chứ nghĩ dịch không có làm gì thời gian để làm chi đúng. Đúng không? Thời gian đấy đúng không? Ủa vậy 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 ở với bà, ở với ông không nhưng đâu dám bao, mẹ đâu. Không. Còn mà dịch mà bà dám đi, bà không có chơi bao sao phê bà. Bà chơi tôi ấy luôn á. Bà có chơi bao không? Không. Em không em á. Ờ Phi Long có một cái bao để tự nhiên kìa. Tự nhiên Phi Long có 12 con giáp á, cái bao đầu phú đầu gì không biết. Ờ vậy bà vậy bà ấy ngồi Phi Long nó còn chơi bao mà không chơi bao. Tại người ta sạch sẽ mà. Em ta sạch sẽ nhưng mà tôi nói bà nghe sạch thì sạch nhưng mà có chỗ là chớ. Đỡ dính rồi sao? Nhưng mà em biết ngừa. À ý là uống thuốc gì? Không có uống thuốc. Đã kia cái đãi luôn vì sao vậy giúp lên. Chào trời ơi, kìa. Làm gì làm cũng phải biết cái điểm giật khúc nào. Má mày sướng đi. Rồi là mỗi lần ông tới cái bà nó khoan rút ra em đi đái hả? Sao? Không có nói bậy nha, mà nói vậy thôi, nó nói bậy nha, nó chào tới mấy cái kia nha. Không, em tự biết. Tự em xử luôn hả? Em tự biết làm cho em không có bầu. Không, chị chỉ lại cho cô em đi, biết cách nào không biết. Em không nói đây người ta cười. Cô gì đâu mà chia sẻ vô để là nó khéo quá xíu rồi.
chín quá nó. Em vô toilet. Hóc gà. Em vô toilet em đi tiện. Thì đó thì tôi nói bà hồi nãy tôi nói bà ông sắp ra là bà nói bà vô toilet bà đái hả? Là ông ra mẹ. Trời ơi, em cho ông cái đó với em luôn. Rồi xong rồi em thử rồi em. Em bảo đi. Vô bà vô sạch bà sửa hả? Trời ơi, ông tới tấp vậy trời. Ông hỏi quá. Bây giờ tôi nói mà nghe Khiêu Long nó rút phun nó chơi nó tại vì bữa đó Khiêu Long nó xỉn quá nó giờ nó chơi Lily là nó không mang ba ông mà nó lỡ lúc ra không kịp Lily phải có chữa đó. Rồi xong rồi Lily có chữa Lily rồi. Lily cũng ham hố. Thì phải. Rồi xong rồi á lúc mà Lily đi về bên Mỹ á là Phiêu Long mới chơi một lần nữa là Lily mới sảy thai. Trời chắc này làm cho dị dằn lắm nè. Ờ. Ừ. Đấy vậy sao bỏ xa cắt được. Xa lâu là chết đó nha. Xa lâu là chết đó. Trời ơi, Phiêu Long nãy giờ có nhiều người vậy lắm đó. Phiêu Long á có cái đầu của ông Phiêu Long nói nghe, Phiêu Long nhiều người ý lắm, tại Phiêu Long hiền, giỏi nữa. Lily chiến này chết rồi. Mà Lily nói giờ hối hận khi đưa chồng ra đây. Trời ơi, sao vậy? Sợ mắc quá hả? Ừ. Thì bây giờ anh phải thử, anh không thử là anh cứ chập chờn hoài, đúng không? Cái gì mình phải thử để coi Phi Long có chung tình với mình hay không. Ừ. Dù có nhiều người cám dỗ mà Phi Long vẫn hướng về một hướng mà nước Mỹ. Trời ơi. Đó là hướng về anh Lily, chị Lily đó. Chị Lily. Nói chúng là tôi cũng khen bà chị tôi chứ bộ trời 52 tuổi thôi mà có thằng chồng có 26 tuổi rồi. Năm nay. Wow, chắc như phải bắt trước quá. Bà con chồng 18 đi, bà còn trẻ mà. Nói gì chứ, tại vì Phi Long nó gì nó gặp Lily nó thương. Rồi em mà 18 thôi, nó 3 ngày nó thương, 4 ngày đánh má ơi. Nhỏ tuổi á, nhỏ quá cũng không được, cũng phải ba mấy 40 thì cũng đã đỡ đúng không? Nhỏ quá nó suy nghĩ chưa chín chắn đâu. Nhỏ nó mới có cái kinh nghiệm á. Nhỏ nó bồng bột lúc này thôi. Lúc mới gặp thôi. Chừng vài tháng cái nó nặng. Nó chán. Với lại mình quen người. Có ăn ngu cho mình đó. Mình mới tạo biết còn không khí gồ quanh tịch. Với lại giống như cỡ mà giống như nhiên bốn mấy đi cỡ ba mấy thì nó được hơn còn hai mươi mấy mười mấy là không được đúng không chị chứ sao bà chị tôi mới lấy được 26 tuổi đó cái đó là giữa ba độ nên là mới được còn mà con gái với con gái mình phải chạy theo thời gian giữ nó mệt lắm phải làm sao cho nó trẻ mà chị duyên chuyện giới mà duyên sợ vậy thôi mày quảng cáo vậy đi tao không có người yêu luôn á nó làm chuyện giới hoài thôi Nhiên ơi tôi nghĩ thành nên ở vậy đi cho nó khỏe Nhiên ơi để cho nó thoải mái Nhiên ơi nói gì đâu về mất công nữa bà cũng sắp hết trứng rồi Nhiên đâu phải là lên đây Nhiên lấy chồng đâu ý là mình nói mình đừng có mắc nợ đàn ông nữa thì cũng tốt đúng không chứ đâu có ai nói trước được điều gì đâu có nhiều người đó nói rồi trời ơi kè anh Minh Đắc anh nói gì kè nói Duyên ơi giờ anh đến với em được không cho anh số điện thoại đi anh ơi để em đi đi nha Minh Đắc là bông lan chị cũng lo Minh Đắc chị lo Duyên nữa cái cổ của chạy lấy người vào kiếm của chị á trời ơi thấy kia ý ai tới quá ý ai ta tới khéo mà còn một la lớn thì gì tôi biết la mà không có la nói cho ông hết coi luôn quá trời quá đất Nhiên 47 tuổi Thu Nguyễn ơi kìa Nhiên 47 mình đắt nói hợp dảnh luôn kìa thôi em không em với anh mình đắt kìa anh nói kìa nói được nhớ nhiều như Nhiên đồng ý ngày mai dắt Nhiên đi ra thầy con ngày thành đáng tốt hai đứa mình đến với nhau luôn anh là còn coi thằng nữa em là hai thầy mà em đổ gắn hai lần rồi đó cũng vì coi mối không mẹ nó giết chết em hai chặt rồi đó bây giờ anh còn coi thầy mà em là thầy luôn hả? Em không bao giờ, mà bây giờ em không có coi thầy nữa. Mà em coi là mình phước mình tới đâu mình hưởng tới đó thôi. Chứ mình không có coi thầy nữa, ngộ không mà coi thầy ở đâu có gì. Đúng không? Chứ như ông đi ra bán lấy gì có ăn. Ừ. Chứ coi thầy đâu á, ngồi nhà cũng có tiền không? Phải có mồ hôi mới có đồng tiền. Chứ là trời quá trời luôn á. Ngày nào cũng bất khích tự nhiên bầm tím ở bên đây à. Tao không biết tao đi bán mà tự nhiên cái vai tao bên đây trắng bên đây đen mà không biết bán gì mà đây trắng bên đây đen bà nói hay quá tôi phải lên dây cho bà chứ lên đơn đi kêu mình nói chuyện tương tác chút xíu thì mình mới kêu khán giả mua đơn cho mình được chứ cứ bóp hoài bên đây thì cái xẻo cái quai một bên luôn tự nhiên đi về vậy nè
ba tôi mà còn sống không biết ông nói làm sao, bị bán cái gì mà tôi thấy quẹo qua một bên. Bán gấu, bán con gấu mà đâu phải bán bánh 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 bừng đâu. Bà nói ai có nhiều người cũng lên dây cho mặt cái nữa không? Ờ đứt dây á má, tự nhiên cháu ngực tôi nó bên đây lỏng lét à, tôi phải thâu dây vô. Mốt chị mốt mà bà dán nấm to mà còn bảo ngực. Trời ông chắc ông bị nấm luôn. Trời ơi, tôi đi vô vũ trường mỗi lần tôi hốt như vậy nè, bà Nhiên một nấm nấm bà Nhiên một đống vậy nè. Chắc là nhỏ bắt tàn là thôi nôi bóc nấm cũng. Tính ra cái gu của anh nó lạ vậy ha. Ừ. Tự nhiên bóc hốt vậy không á. Không làm ăn gì được cái đó. Ơi vậy, tôi nói thiệt, tôi mà lấy ông là tôi tin chết luôn á thiệt. Tức. Lớn tuổi rồi. Tức nữa. Bị tôi biết hạn chế lắm. Dừng lại cuộc chơi liền. Ông là vậy giống như là ông xào khô xong rồi cái bỏ đi gì đó. Xong rồi đó. Không có xào khô. Là mình lên đã cuối cùng. Không được gì hết, không được gì hết. Trời ơi, tôi tức cảnh đó lắm má. Đã máu của đã dầm rồi đúng không? Không quỷ sư. Bà dầm môn nhiên. Hả? Người nào thương rồi có đâu tới. Rồi rồi. Chị Duyên không mặc áo ngực nhìn đẹp hơn đó chị. Trời ơi là trời. Trời ơi chạy hết luôn quá em. Mọi người ơi, hồi nãy giờ mình cũng giao lưu chút ít rồi ha. Một gọt Agigon Moto là 45.000 nha mọi người ơi. Đường có cầm xíu đi quay đúng cái bình đường như chị. Chị quay một mình rồi. Không bây giờ có vậy đó chị, không ấy chị. Chị mới quay đúng mặt người ta mới biết được nó sao. Để luôn đi. Đó, đó, mình quảng cáo phải có cầm. Có cầm. Sao bạn quảng cáo đi. Mọi người ơi, em còn 50kg khô cá dứa, 50kg cái đồ 50kg lạp xưởng nha mọi người. Nghĩ đi 50kg ai ăn nổi. Trời ơi, đem về nhà ướp đi. Thấy ngán luôn. Mọi người ơi, 50kg một năm. 5 bịch 10 bịch cũng được, ngang đường nè, ủng hộ đi bột ngọt nè mọi người. Đó được, cũng còn 50 bịch nha mọi người. Đó còn 50 bịch nha, cái gì cũng 50 bịch nha mọi người. Có ai mua ủng hộ giùm tụi em nha. Sữa tươi nè, 350 một thùng. À, bột nó 35 ngàn mặn phải không? Rồi no chai là 25 ngàn nha mọi người ơi. Hôm nay cũng thùng một. Mà cái này ăn lúc nào cũng được hết á, chai mặn ăn cũng nặng được. Sakon 25.000 nha mọi người ơi. Gấu xanh gấu đỏ 90.000. Chai nhỏ nước dầu ăn 30k nè. Chai lớn thì 50k nè. Nước mắm chai 25k nha. Mong mọi người yêu thương. Nước tương 10k nha. Mong mọi người yêu thương ủng hộ nhóm. Chả lụa, chả cá, chả quế, chả tùm lum hết. Bánh lăng 10k một cái. Bánh lăng á mọi người ơi. Cái này Yumi có bánh lăng đi, bánh lăng cho mấy em mấy cháu đồ ăn. Em quảng cáo không có vô lòng người sao. Ờ vẫn cho bó khẩu nghiệp em có tâm á. Không ạ, em nói dẫn cho bó khẩu nghiệp đi. Xuân Old Boy ơi, xem clip vui vẻ đi bạn. Nói chứ mình nói vui trên đây chứ đâu có